Với chiều cao lý tưởng và thân hình quyến rũ, Thúy Ngân bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò người mẫu và gặt hái rất nhiều thành công khi tham gia vào các cuộc thi nhan sắc. Nổi bật nhất là năm 2010, mỹ nhân sinh năm 1991 từng lọt vào vòng chung kết của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sau khi thỏa sức với sàn diễn, Thúy Ngân tiếp tục khẳng định bản thân bằng các vai diễn trong loạt tác phẩm truyền hình. Năm 2018, Thúy Ngân đã xuất sắc hóa thân vào vai diễn Hân Đổng Đảnh trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ và được khán giả vô cùng quan tâm. Thúy Ngân xin được chào khán giả chương trình Sao và Sự Kiện. Những tập đầu tiên thì khán giả xem và cũng chưa có hiểu hết về Hân, nhưng càng về sau nữa thì khán giả ném đá cũng như gây cái sự bức xúc trong lòng dư luận. Họ rất là phẫn nộ, ghét vai Hân, rồi sau đó là lây sang cho vai mẹ của Hân, đó là bà Mai, và thậm chí là ghét cả Thúy Ngân và cô Hồng Vân bên ngoài. Thực ra Ngân nghĩ là diễn viên mà ra chợ đó là cầu thị cho bộ phim chứ không phải là tiếp thị. Nó khác nhau vì theo Ngân, quan điểm của Ngân nghĩ rằng khán giả của mình ở đâu thì mình phải có mặt ở đó. Thì khán giả của phim Gạo Nếp Gạo Tẻ là những người nội trợ, không riêng về lứa thanh thiếu niên hay là con nít hay là người già, mà là tất cả mọi lứa tuổi, mọi người đều có thể xem được. Thì cái phần đông những người nội trợ là ở đâu? Thì họ ở chợ. Họ là những bà mẹ, những người bán rau, bán cá, hoặc là những người bán ở trong đó, những người hay đi chợ. Và họ không có thời gian để xem phim vì họ bận buôn bán hoặc là họ bận công việc khác, thì họ không có thể tiếp xúc trên YouTube, Internet hay là TV nhiều. Thì mình phải đến đó để mình nói cho họ nghe về bộ phim, cũng như nghe được những cái chia sẻ, những cái quan tâm, những cái yêu thích của họ về vai diễn cũng như những cái mặt phim. Và Ngân nghĩ là khán giả mình rất là yêu phim Việt, thì tại sao mình không đến đó để mình nói cho họ nghe và mình tâm sự với họ. Chưa có lúc nào mà diễn viên được gần với khán giả của mình như vậy. Và thậm chí là khán giả còn tặng quà và tặng những cái món ăn bình dân, dân dã cho diễn viên. Họ rất là thích thú và bất ngờ khi mà được cái người diễn viên mình yêu mến đến tận nơi để mà chào đón họ và yêu thương họ như vậy. Thì những cái khán giả yêu thương mình, tại sao mình không tạo những cái niềm vui nho nhỏ cho họ như vậy? Theo Ngân nghĩ rằng mình có khả năng, mình có điều kiện và mình có biết cách để đem cái niềm vui đó đến cho người khác, thì tại sao mình không làm? Bằng giống như đó là một cái cách tri ân khán giả mà người diễn viên có thể làm được, không phải bằng lời nói suông mà đó là bằng hành động. Mình là một người diễn viên thì mình phải đa năng, đa tài và biết cách tạo màu sắc cho nhân vật của mình. Em không sợ người ta ghét mình, em chỉ sợ khán giả chê phim em đóng là dở. Em diễn không ra được cái nhân vật, và điều đó khiến cho em buồn nhất hơn là việc người ta đánh giá em như thế nào. Người ta đánh giá như thế nào thì người ta phải tiếp xúc với em bên ngoài, vì con người em chứ không phải vì cái vai diễn của em. Nên em sẽ cảm thấy là mình sẽ rất vui lòng nếu như khán giả ghét vai diễn của mình nhưng công nhận cái tài năng của mình. Ngày xưa thì em được nhận rất nhiều phim vai hiền, và khán giả xem cũng khóc, rồi cũng nhắn tin, cũng cười, cũng nói với vai diễn của em. Và em cũng nghĩ là em cũng xin đạo diễn là cho em đóng một cái vai nào đó ác hơn chút, cá tính hơn chút, để mình có màu sắc hơn về nhân vật. Thì đạo diễn nói là em chắc là em không đóng được đâu, vì mặt em quá hiền và ánh mắt của em nó không có dữ, không có thể hiện được những cái vai cá tính như vậy. Khiến cho em rất là buồn. Em nghĩ là tại sao một người diễn viên, mình đã đóng rất nhiều phim như vậy nhưng mà đạo diễn vẫn không có tin tưởng vào cái khả năng diễn xuất của mình. Thì em trao dồi, em học tập thêm để càng ngày mình có thể đóng nhiều loại vai, đa dạng vai diễn. Nên khi mà cái thành công của vai Hân, đó cũng là một phần khẳng định cái sự cố gắng, cái sự tìm tòi của em. Và em không sợ mình đóng khung trong một cái vị trí, một cái vai diễn, một cái nhân vật nào cả, vì em là người thể hiện vai diễn đó. Thì em tin chắc rằng không chỉ vai Hân mà sau này có cả vai Lan, vai Cúc, vai Hồng nào đó, thì em cũng sẽ thể hiện trọn vẹn cái vai đó. Và em tin tưởng rằng khán giả bây giờ sẽ đủ hiểu và đủ tinh tế để nhận ra rằng cái diễn xuất của người diễn viên nó nằm ở cái khả năng của họ chứ không ở vai diễn nào cả. Vài năm trở lại đây, theo em, theo quan điểm của em thì em thấy phim Việt của mình đang bị bão hòa và chỉ sản xuất và khán giả chỉ xem xong rồi lại thôi, không có nhớ gì đến, không có ấn tượng và không có lưu lại trong lòng họ một cái gì đó. Thì Gạo Nếp Gạo Tẻ là một cái cơn gió mới, có thể nói là một cái sự thay đổi khác hẳn so với trước đây. Mà cái thành công của phim đó là nhờ vào quảng bá phim, nhờ vào
diễn viên nhờ vào biên kịch, nhờ vào nội dung phim, nhờ vào góc máy quay mới, hình ảnh đẹp hơn. Nó cộng hưởng từ rất nhiều yếu tố, nó đem lại cho bộ phim một cái luồng gió mới, một cái xu hướng mới. Và em nghĩ rằng đây là một bộ phim đáng để xem. Mình không phải là vì phim của mình mà mình nói là phim hay hay là phim giỏi hơn phim người khác. Không phải, mà vì phim em xuất hiện đúng thời điểm Việt Nam và có thể nói là miền Nam, phim của mình đang thiếu hụt cái sự mới mẻ. Thì đây là một cái thời điểm thích hợp để mà Gạo Nếp Gạo Tẻ xuất hiện và đem lại một luồng gió mới như vậy. Em hy vọng rằng sau phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, mọi người xem thấy được cái sự ảnh hưởng như vậy thì những nhà sản xuất, những biên kịch phim, những đạo diễn phim sẽ đầu tư và có tâm, dành nhiều tâm lực, tâm trí lực của mình cho phim nhiều hơn để đem đến khán giả những bộ phim chất lượng về hình ảnh cũng như nội dung như vậy. Thì sao vai diễn hơn này nó đem đến cho em những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm mà mình cảm thấy được rằng để có thể cho một người phụ nữ thông minh, tinh tế hơn trong cuộc sống cũng như trong gia đình thì mình nên và cần tránh những cái điều gì đó, những cái điều không hài lòng người khác, phải biết đặt mình vào vị trí của người khác như là những nhân vật Hương trong Gạo Nếp Gạo Tẻ. Thì em hy vọng là kể cả những cái hoạt động bình thường như là thiện nguyện hay là những cái viết sách hay là bất kỳ hoạt động nào của em trong lĩnh vực nghệ thuật thì cũng sẽ được khán giả tin yêu và ủng hộ. Một lần nữa xin cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện để Thúy Ngân đến gần khán giả nhiều hơn. Xin chào khán giả.